xuất thân từ những con người bình thường đến từ ba lĩnh vực khác nhau. Chào tất cả mọi người, mình tên là Tiêu Hoàng Hải, năm nay mình 40 tuổi. Hiện tại bây giờ mình đang làm tổ chức sự kiện cho thuê âm thanh, ánh sáng và sân khấu. Tôi là Dương Văn Quý, 44 tuổi. Quê gốc của tôi là đến từ Hà Nam, tôi làm nghề xây dựng. Xin chào tất cả các bạn, mình là Trần Quốc Hữu, là chuẩn võ sư cấp 17 võ cổ truyền Việt Nam. Hiện tại mình đang là chủ nhiệm võ đường Bảo Châu, tỉnh Thái Nguyên. Theo học võ thuật từ năm 6 tuổi, hiện tại mình chủ nhiệm 13 câu lạc bộ. Nhưng họ có chung một mục đích, đó chính là vượt qua giới hạn bản thân. Cái gì cũng có cái sức của nó, mình cố gắng tập thì mình sẽ thành công thôi. Tương lai thì cố tập để lôi một cái ô tô khoảng là tầm 4 tấn. Đến với chương trình Kèo Này 2 tháng ấy, thì mình hy vọng là mình sẽ vượt qua những cái giới hạn của bản thân mình và lập lên một kỷ lục mới. Song song với sự quyết tâm ấy là ba màn so găng kịch tính của ba ngôi sao khách mời nổi tiếng đến từ chương trình để đem về số tiền cao nhất dành cho những sự nỗ lực xứng đáng. Bị chương trình lừa rồi. Bực bội ghê vậy đó à. Em đoán anh Khánh là cái bài gì đó mà tổn hại sức khỏe em dữ dằn lắm. Nhưng mà lá bài này chỉ trừ trường hợp anh trả lời sai thôi. Những khoảnh khắc khó đỡ. Ê! Thầy ơi. Dạ. Em chờ thầy. Đừng làm thầy tổ quả nhập ta nữa. Kịch tính đến nghẹt thở. Bất ngờ đến vỡ òa cảm xúc. Sẽ là một hiện tượng kỳ lạ trên thế giới luôn á. Và với chúng tôi, đây là một cái kỷ lục được xác lập ở trên chương trình Kèo Này Ai Thắng. Tất cả sẽ có trong Kèo Này Ai Thắng tập 12, phát sóng 20:30 ngày 16 tháng 4 năm 2020 trên kênh VTV3. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.